Xin chào tất cả mọi người, mình là Chi Chi đến từ Missy. Và hôm nay Chi lại quay trở lại là một video clip để giới thiệu với mọi người một cái chai nước hoa mang một cái mùi hương hoa cỏ dành cho phái nữ đến từ thương hiệu PVL Gary. Cái chai mà Chi muốn giới thiệu ngày hôm nay đó chính là cái chai nước hoa vô cùng đáng yêu này, PVL Gary Rose Essential. Chai nước hoa này có thể nói nó là một cái hiện thân sáng giá và tinh tế nhất cho cái dòng nước hoa mang mùi hương hoa hồng. Chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2006. Và như các bạn cũng đã thấy ấy, thì cái thiết kế của cái chai nước hoa này vô cùng quyến rũ như chính cái mùi hương của nó. Nhiều người thì cho rằng là cái chai nước hoa này nó hơi giống với lại cái chai PVL Gary Pure Femme trước đây. Ngoài ra khi mà mình nói đến cái hương thơm của cái chai PVL Gary này thì không thể nào mà quên kể đến hai cái nhóm hương chính, đó chính là hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ và cái sự kết hợp với cái sự tươi mát của hoa hồng Prelude đã tạo nên một lớp hương đầu đầy ấn tượng. Và đến cái lớp hương giữa, mọi người sẽ cảm nhận rõ hơn về cái hương thơm của trái cây đến từ quả việt quất. Và cái hương thơm của quả việt quất này nó hòa quyện chung với lại cái hương hoa nhài sang trọng và hoa tím thanh mát, tạo nên một cái tổng thể hương thơm rất là hài hòa và mềm mại. Ở cái lớp hương cuối, mọi người sẽ cảm nhận rõ rệt hơn là của cái hương của bổ đàn hương và xạ hương, làm gia tăng thêm cái sự quyến rũ cho cái mùi hương của chai nước hoa Rose Essential này. Cái chai này rất là phù hợp nếu các bạn sử dụng vào những ngày xuân. Khả năng lưu hương của nó là từ 7 đến 12 tiếng và độ tỏa hương của nó trong vòng một cánh tay. Thì cái chai này rất là phù hợp cho những bạn nữ nào mà nữ tính và yêu thích một cái mùi hương nó nhẹ nhàng, thanh mát, hương hoa cỏ nhưng mà giữ mùi lâu. Cái chai này không hề ngọt như các bạn tưởng đâu nha. Cái mùi hương của nó là cái sự hòa quyện rất là tinh tế và dịu dàng giữa những cái hương hoa với nhau, nên là tạo nên một cái tổng thể mùi hương nó rất là thanh mát và dễ chịu, thư giãn. Cho nên nếu như bạn nữ nào mà thích một cái mùi hương như vậy, một cái mùi hương hoa nhẹ nhàng và giữ mùi lâu, thì chắc chắn không thể bỏ qua cái chai PVL Gary Rose Essential này rồi. Các bạn hãy trải nghiệm và bổ sung cái chai nước hoa này thêm vào cái bộ sưu tập của mình. Và đừng quên rằng hãy chọn một cái địa điểm thật là uy tín để mua một cái chai nước hoa chính hãng cho mình nha bạn. Và nếu như các bạn còn đang phân vân, còn đang ngần ngại không biết là ở đâu sẽ bán hàng chính hãng, thì Chi có thể chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân Chi cho các bạn, đó chính là Chi luôn mua hàng tại Missy. Bởi vì ngoài những cái nguồn gốc chính thực của cái chai nước hoa trên chai có dán tem của Missy, thì mình còn nhận được một cái chính sách rất là quan trọng luôn, đó chính là đổi trả khi mà mình phát hiện ra hàng giả. Cho nên đến tận bây giờ Chi vẫn là một khách hàng trung thành của Missy, và hầu hết những cái chai nước hoa ở trong bộ sưu tập của mình Chi đều tin tưởng phó thác khi mà mua hàng tại Missy. Hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái thông tin hữu ích khi các bạn theo dõi video clip của Chi. Xin chào.